sau việc rước dâu với những phương tiện chất chơi, lưu hành trên quốc chiếc xích lô. Khởi My chọn mô tô ngầu hết sảy. Núi xanh, chạy con xe anh chở em trong trần mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Kevin Khánh Khởi My. Chuyện tình chị em đáng yêu này là biểu tượng được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ và muốn theo đuổi. Cả hai có khoảng thời gian dài là bạn thân, tìm hiểu và hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân vào năm 2017. Vì có cùng đam mê với xe mô tô phân khối lớn, nên cả hai đã lựa chọn rước dâu bằng loại xe này, thay vì chọn cách đón dâu bằng ô tô như thường lệ. Bằng cách này, cặp đôi đã cho thấy tính cách đồng điệu, sự trẻ trung phá cách độc đáo trong phong cách riêng của mình. Siêu mẫu Hà Anh. Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây cũng là một cặp đôi lựa chọn hình thức rước dâu rất khác biệt, đám cưới theo phong cách tiệc trên biển của phương Tây, nhưng cả hai không tổ chức hôn lễ trong sảnh tiệc của khách sạn mà lựa chọn tổ chức ngay bên bờ biển Đà Nẵng. Điều đặc biệt nhất là cả hai đã sử dụng máy bay trực thăng để làm phương tiện rước dâu trong hôn lễ của mình. Được biết chi phí để có thể thuê một chiếc máy bay trực thăng và vận hành nó là không hề rẻ, có thể lên đến cả 100 triệu đồng chỉ trong một giờ thuê. Vậy mới thấy Hà Anh và chồng đã tận tâm chăm chút cho giây phút trọng đại của cuộc đời đến thế nào. Ca sĩ Trà My Idol. Kết hôn với một đại gia người Việt gốc Hoa, Trà My Idol đã khiến nhiều người phải choáng váng với số lượng siêu xe khủng mà chú rể đưa đến để rước dâu. Dàn siêu xe đắt tiền kéo dài cả một con ngõ, khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Các con xe nổi tiếng mà chú rể Tô Văn Đức mang đến hôm ấy có thể kể đến như Bentley, Maserati, Porsche, v.v. Ca sĩ Minh Hằng. Minh Hằng cũng đã có những cách vô cùng độc lạ để biến lễ cưới của mình trở thành điều đặc biệt. Bên cạnh những quy định khắt khe dành cho khách mời tham dự, những hình ảnh và thông tin được tiết lộ sau đám cưới còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi thấy chú rể phải sử dụng đến thang leo qua cửa sổ để lên rước cô dâu xuống. Hành động thử sức đầy thú vị này của Minh Hằng đã khiến nhiều khán giả thích thú vì sự sáng tạo của cô nàng và dàn phù dâu lầy lội. MC Lưu Hà Trinh. Tân nương của ngày 10 tháng 10 năm 2022, MC Lưu Hà Trinh đã đưa khán giả đến một không gian mới mẻ, như quay về thời của bố mẹ ở thế kỷ trước khi lựa chọn làm lễ cưới truyền thống theo phong cách miệt vườn và sử dụng dàn xích lô để rước dâu. Giữa hàng loạt các đám cưới sử dụng phong cách cưới theo kiểu phương Tây với áo cưới trắng tinh khôi phổ biến khá nhiều, thì đám cưới váo dài đỏ truyền thống của Lưu Hà Trinh cùng cách rước dâu hoàn toàn theo phong cách miệt vườn xưa đã không khỏi khiến nhiều người phải bồi hồi như được tham gia lại lễ cưới của bố mẹ mình ngày xưa ấy. Anh Tú Huyền My. Sau hơn 10 tháng hẹn hò, anh Tú Huyền My chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngày 18 tháng 5 năm 2022, cặp đôi đã tiến hành đính hôn và tiệc cưới được tổ chức tại nhà cô dâu ở Nghệ An. Không ngại đường xá xa xôi, các diễn viên hài nổi tiếng là bạn thân của chú rể đến góp mặt trong vai trò phù rể. Không những thế, buổi rước dâu càng thêm ấn tượng khi cặp đôi lựa chọn xe điện độc đáo. Không chỉ có dàn bê tráp xịn là những đồng nghiệp thân thiết của anh Tú như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung, Võ Đăng Khoa, đôi tân nương tân lang còn chơi lớn khi dùng xe điện để rước dâu. Những chiếc xe điện đơn giản được trang trí bằng hoa tươi cùng dàn phù rể chất lượng khiến mọi người vô cùng thích thú. Mạc Văn Khoa. Giống với anh Tú, nam diễn viên hài Mạc Văn Khoa cũng không thuê xe hợp siêu xe rước dâu. Thay vào đó, nam diễn viên sử dụng xe Dream kinh điển, đậm chất thời ông bà anh để đến nhà phim Bơm Bê, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Được biết, đây cũng là chiếc xe đã gắn bó với gia đình nam diễn viên hơn 2 thập kỷ qua. Phải nói rằng, đám cưới của Mạc Văn Khoa là một trong những hôn lễ đặc sắc nhất nhì Vbiz nửa đầu năm 2022, bởi không chỉ phương tiện rước dâu độc lạ, mà nam diễn viên còn trang trí cổng hoa cưới cực kỳ ấn tượng, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Nhìn lại toàn cảnh đám cưới của Mạc Văn Khoa, ai cũng phải suýt xoa. Đám cưới là dịp quan trọng trong cuộc đời mỗi người, bởi từ lâu ông cha ta đã có câu tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Để kỷ niệm ngày trọng đại ấy, các cặp sao Việt dưới đây đã lựa chọn những cách thức vô cùng đặc biệt và độc đáo theo những phong cách riêng khiến khán giả phải bất ngờ.